Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình đang chơi cùng với một cái bạn đó là T11 bao với lại hai cái bạn nữa ghép ngẫu nhiên anh em ơi. Thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái phiên bản OB15 nha mọi người. Thì OB15 đầu tiên nó sẽ có thêm cái tính năng mới, đó là tính năng cơ trưởng anh em ạ. Tức là một người nhảy và những người khác là có thể follow theo cái người nhảy này. Anh em thấy là tính năng này nó có hay không ạ? Cảm thấy là khá là thú vị nha anh em. Thứ hai là đồ họa của game đã được nâng cấp này. Hiện tại thì đây nó là đồ họa HD nha các bạn ơi đấy. Anh em thấy là hình ảnh nó hiện lên rất là sắc nét nha mọi người. Mình thấy là OB15 nó là một cái bản cải tiến về cái đồ họa này. Nâng cấp đồ họa khá là ổn anh em ơi. Tức là anh em có thể thấy là cái đồ họa nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là ngầu. Mình không biết là những máy đời thấp thì chơi như nào, nhưng mà máy của Kẹo thì chơi nó khá là ổn. Đó. Ở đây thì Kẹo sẽ đổi qua ngay khẩu súng tiểu liên MP40 nha các bạn ơi. Đó. Hello anh em. Thì anh em thấy là những cái nền đất này nó rất là sắc nét nha anh em. Đấy là những cái mà anh em có thể nhìn thấy đầu tiên ở trong cái phiên bản. Đó là phiên bản OB15. Và đây nó sẽ là cái hộp này. Hộp công cụ thì phải anh em ơi. Thì cái hộp này nó sẽ cung cấp cho anh em về cái vị trí vòng bo cũng như là thính tiếp theo nhé mọi người. Úi dồi ôi, cái này thì người bạn chơi cùng mình bạn ấy ăn mất tiêu rồi. Tức là nó chỉ hiển thị cho cái người mà nắm giữ nó thôi anh em ơi, chứ còn là không hiển thị cho team nha. Ok. Đấy là về thêm những cái mới mà có trong phiên bản OB15 này. Ngoài ra thì có thêm một cái khẩu nữa, đó là CG15. Hôm qua Kẹo cũng có test cái khẩu súng CG15 rồi và thấy là bắn nó không có được ổn cho lắm anh em ơi. À, đậu xanh. What the hell em ơi, ok. Úi giời ơi, cái này thì các chú lên bảng điểm số hết nhá. Cái này là chơi chỉ vì là người lạ ơi nhưng mà lại bắn ghê quá như vậy anh em. Như vậy thì Kẹo đã có cho mình được một mạng đầu tiên nha các bạn ơi. Combo hiện tại mà Kẹo đang dùng đó là M4A1 cộng với một khẩu súng tiểu liên MP40 nha mọi người. Về cái tình trạng mà lỗi đứng hình trong game ấy, thì là Kẹo chơi game nhưng mà không có gặp cái lỗi này. Thì đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng của phiên bản OB15. Chứ còn là những cái phiên bản khác thì rất là hay bị đứng hình nha anh em. Đậu xanh bên này có người hả? Đấy, chạy qua đây ở color nào anh em ơi. Và trong game là ngày hôm nay tặng luôn cái mũ 10 triệu like, nên là đâm ra là đội luôn để trải nghiệm cùng các bạn nhé. Đậu xanh nó ở phía trên anh em ơi. Tôi tưởng là nó ở dưới cơ. Á, chạy lên nhanh vậy. Ui, team của mình nó đã clear xong rồi các bạn ơi. Nhân vật mới đó là nhân vật Laura, chưa bán gói giờ anh em ơi. Đây là Kẹo chưa có mua, nếu mà bây giờ là mua theo cái set của nó thì giá khá là chát anh em ạ. Đâm ra thấy buồn buồn. Có tiền đâu mà mua hả anh em. Đây, trên tay Kẹo đang cầm đó là khẩu súng CG15 anh em ạ. Thì cái khẩu này tôi cảm giác là bắn nó làm màu là chủ yếu thôi, chứ còn là bắn thì nó lại cứ sao sao anh em ạ. Súng tiểu liên mà anh em biết rồi, mà trang bị ống ngắm thì nó sẽ không được ngon cho lắm các bạn ơi. Đấy, hộp công cụ thì có khá là nhiều ở trên cái bản đồ đảo quân sự này, nhưng mà thực tế là nếu như mà anh em kiếm trên đảo thiên đường hình như là hơi bị khó. Hôm qua thì Kẹo cũng có chơi trên đảo thiên đường rồi, hình như là đảo thiên đường nó rộng nên là anh em kiếm những cái hộp công cụ nó vô cùng là khó khăn nha các bạn ơi. Khá là nhanh. Chúng ta sẽ lên phía trên cái đá anh em ơi. Vâng. Chạy đi công ơi, chạy lại phía sau làm gì hả? Và đây anh em. Trên này thì nó đang khá là vắng nhá. Ui. Đậu xanh có thể ai đâu anh em ơi, buồn ghê ta các bạn ơi. Mình sẽ chạy theo cái phía 120 để coi theo Luffy. Ui. Hôm nay chơi cùng team người lạ, không biết là ăn được nhiều kill hay không, cũng như là dễ kiếm top 1 hay không anh em ơi. Thôi thì cứ lận lờ mà chạy vậy. Mình sẽ qua thử cái căn nhà trắng này coi nào. Trước hết là để an toàn thì mình sẽ câu một cái quả lựu lên coi. Úi dồi ôi, trời ơi, câu của này bán nhà bán nước rồi anh em ơi. Cái kiểu câu mà lựu đạn nó văng cả ra ngoài, thật sự là Kẹo cũng chịu luôn, đơn giản là Kẹo câu lựu gà quá mà anh em. Đây, hôm nay là anh em đang xem cái con gà leo rank nhá. Con gà xịt Kẹo leo rank nhá.
Ok. Đu dây xuống phía dưới này. Các bạn là mình sẽ đi theo đồng đội đấy. Đang chơi team squad mà các bạn ơi. À, một đứa sau cây hướng 195 này. Đậu xanh mới làm gì ở dưới vậy? Ồ, cái đậu xanh em ơi mới làm gì vậy? Trời ơi. Thế là nó đốc rồi nha mày. Lên bảng điểm số luôn nha em. Thanh niên này ngồi đấy thì xanh mộ với team của anh rồi. Làm gì có chuyện mà không xanh mộ được. Đây và mình sẽ chạy lại qua cái phía gốc cây cái đã anh em ơi. Wow. Quan trọng là cái gì kia? Người hả? Người hả? Úi dồi ôi. Đang định chơi đứng lên một số hả? Bạn ơi. Hiện tại thì phiên bản OB15 đã fix cái lỗi auto laptop đứng lên một số rồi nha anh em ơi. Đây là bây giờ là thời gian dành cho những cao thủ gọi là vứt tâm súng như sĩ kẹo này. Đấy. Let's go. Đậu xanh cái này thì mình sẽ không bàn luận nhiều nhưng mà thực tế là nó là một cái lỗi của game mà rất là lâu rồi thì bây giờ mới được fix này. Chắc chắn là những anh em mà hay chơi cái chiêu auto shot thì sẽ cảm giác khá là chán đấy anh em ạ. Không sao cả nhưng mà những cái người chơi vứt tâm như kẹo thì thấy là nó khá là hay. Đấy. Nói tóm lại là Free Fire bây giờ chia ra làm hai loại người, đó là một loại người vui cười khi mà vứt tâm đã trở nên thần thánh hơn. Còn những cái bạn mà auto exhaust thì có vẻ như là sad. Hơi buồn. Đây anh em, đã có được giảm thanh nhưng mà nếu mà anh em đi chung với team ấy, thì anh em sẽ không cần phải trang bị giảm thanh đâu. Đó bởi vì là anh em mà trang bị giảm thanh đồng đội bắn thì nó cũng lộ vị trí cả thôi. Nên là thật ra là nó cũng không cần thiết các bạn ơi. Đấy, khi nào mà anh em đi lẻ thì sẽ trang bị cái giảm thanh hoặc là đồng đội đai cả rồi. Lúc này trang bị giảm thanh mới là một cái điều hợp lý. Hello anh em. Trong cái ván này đó là 26 chưa đi 4 người chơi nữa thì còn lại 22 người chơi này. Wow, cái đậu xanh. Mày dám bắn đồng đội anh hả? Trời ơi thanh niên này. Láo quá nha. Mày làm gì vậy? Nam đú đởn à? Trời ơi em ơi, đú đởn làm gì? Đú đởn gặp ngay phải team squad của sĩ kẹo xanh mộ là đúng rồi em ơi. Nên là đừng có đú đởn nữa nha em ơi. Trời ơi nam đú đởn hả em ơi, buồn em quá đấy. Ok các bạn ơi. Ở cái phía này thì sao nhỉ? Không biết là Luffy quay trở lại thính để làm gì đây? Thính này thì đã bị lượm hết đồ rồi mà anh em. Về cái phía này thì lại có thêm người bắn súng hả? Cái đậu xanh. Cái đậu xanh em ơi, mày làm gì vậy? Em ơi, mày lại ngồi xuống hả? Trời ơi, đã bảo là cái chiêu trò đó là auto exhaust bị lỗi rồi cơ mà. Mấy ông này đã cứ thích đứng lên ngồi xuống là kẹo cho xanh mộ hết cả lũ bây giờ. Đây anh em ơi, chạy qua nhá. Em ơi. Phía sau còn người nữa hả? Đậu xanh ghê vậy. Uầy, câu lựu cả. Câu lựu cả em ơi. Thằng nữa này. Uầy, làm gì vậy? Đây, sorry anh em là kẹo vừa nhấn lộn vào cái nút âm lượng một xíu nha. Thế anh em có thể thấy là hiện tại thì kẹo đang chơi trên điện thoại nhá. Câu là anh em lại bảo là anh lại chơi trên giả lập hả? Hoặc là anh chơi trên máy tính hả? Lâu lâu thì có những cái câu hỏi như vậy. Đó và không biết là anh em trải nghiệm OB15 thấy ra sao nhỉ? Còn kẹo thấy là nãy giờ nó vô cùng là bật ma và không có bất cứ một cái lỗi nào cả anh em ơi. Khá là thú vị đấy chứ. Đồ họa nó là cỏ cao nhưng mà thực tế là nó không cao cho lắm anh em ơi. Chỉ là cỏ nó động đậy này. Khá là thú vị. Đấy là về cái đồ họa của phiên bản OB15. Thì mình vẫn thấy là đồ họa này vô cùng là tuyệt vời. Quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ phải săn thêm mạng cái đá nhưng mà đậu xanh có thấy ai đâu mà săn thêm hả anh em? Úi dồi ôi mấy ông đã thấy ai chưa? Ở đây tôi đã thấy ai đâu? Đậu xanh chán quá ta anh em ạ. Ok. Và bây giờ là còn lại có 13 thanh niên nữa là đã trừ đi 4 vị trí của team squad của mình anh em ơi. Đấy. 13 người chơi nữa thôi. Chiến thắng đang đến rất là gần rồi anh em ơi. 13 người chơi nữa, bây giờ là còn lại 12 này. Chắc là còn khoảng là 3 đến 4 team gì đấy thôi nha em. Team của tôi cố gắng gạt dò được 3 đến 4 team nữa là ok, top 1 dễ dàng. Đây anh em, mình sẽ gài mìn nhá. Mình đã được quay trở lại Free Fire sau mấy ngày mất tích. Thì đến với phiên bản OB15 này thì mình nó đã được thêm lại rồi nha các bạn ơi. Ui giời, mấy ông lại thích đập chảo hả? Tập trung vào một chơi game đi các ông ơi, các ông thích đập chảo hả? Các ông mà thích đập chảo, tôi đập chảo với các ông cả ngày cũng được chẳng sao cả. Let's go nha.
Ôi kiểu này là có hai cái thính mà nó ở xa quá anh em ạ, ở mãi tận cái khu vực đó là nhà máy điện cơ. Thôi thì chúng ta cứ chạy theo team này. Đó, qua kịp phía này coi. Wow, xưởng cơ khí thì đã được làm lại rồi nha anh em ơi. Đấy, nó sẽ thay đổi một xíu thôi. Cơ bản là trong phiên bản mới này thì nó sẽ tập trung vào nâng cấp đồ họa nền đất đấy. Tức là nó nền đất có vẻ như là đất đá nó chân thực hơn anh em ơi. Và đổ bóng thì nó cũng cảm giác là ok hơn. Đồ họa HD nên là em cảm thấy là nó khá là nét nha mọi người. Đây, ngoài phía này thì cũng chẳng có gì cả các bạn ơi. Thế là kẹo sẽ chạy qua phía 165 này coi anh em ơi. Đó, chạy theo hai người đồng đội đó là số 1 với lại số 3 thì... À đâu, số 2 với lại số 3 thì đang ở khu vực nhà máy điện nhá. Và kẹo cũng chạy qua luôn anh em. Đang cách xa team một xíu nên là mình vừa trang bị cái nòng giảm thanh đấy mọi người. Nếu như mà ở lại gần team này anh em cứ trang bị nòng súng 3 bắn cho mạnh thôi. Nòng giảm thanh này anh em đi xa team một xíu này thì bắn nó sẽ không lộ vị trí này đấy. Đây nó là cái tính năng của nòng giảm thanh thì anh em sẽ ít bị đai hơn, chứ còn là bị đai đồng đội cũng cứu bằng rời. Được chưa các bạn ơi? Hiện tại thì mình đang ở trong cái vùng UAV của nhà máy điện và thật sự là không có ai cả. Số 3 này chơi chiến thuật khá là thông minh khi mà chờ đợi đồng đội. Đó, chờ đợi đồng đội như mình này chạy vào để chơi này. Cái trận này thì là ghép ngẫu nhiên và không ai bật loa bật mic cả. Đấy, mà chơi giống kiểu chiến thuật như này thì anh em thấy là team này khả năng top 1 rất là cao nha các bạn ơi. Úi dồi ôi, gì vậy? Hình như là bạn ấy vừa bắn nổ cái mìn thôi anh em ơi, chứ còn là không có gì đâu. Wow, đậu xanh gặp ngay cái thính cảm giác khoai vãi trưởng. Như này thì nhảy lên và lượm bằng niềm tin và hy vọng hả anh em. Thì bây giờ kẹo sẽ tìm cái đường lên cái đã anh em ơi. Không kiểu được như vậy thì anh em cứ mà lên bằng niềm tin đấy. Đậu xanh anh em. Nhưng mà anh em thấy là có khó khăn không ạ? Cái kiểu như này thì có mà lượm bằng niềm tin à? Mình chắc là mình sẽ cố gắng nhảy lại thử lên coi anh em, xem là có được hay không. Đó. Úi giời ơi, nhảy kiểu này thì lên bằng niềm tin hả anh em nào. Lại nào các bạn ơi. Úi giời ơi. Ok, như vậy là người đồng đội của mình đã trèo lên để lượm được. Hình như là bên trên là có những cái lốp xe anh em ạ, nên là anh em có thể là nhảy được lên nhá. Và hiện tại thì số người chơi còn lại cho trận đấu càng ngày càng khá là ít này. Á đậu xanh, ở bên này có một đứa cả. Ok đây, kẹo chạy qua ngay và thằng này chắc là sắp xanh mộ với kẹo rồi. Chạy à, em ơi đừng chạy. Đừng chạy nhé, em ơi. Trời ơi, sơn tinh nhỉ, hay là thủy tinh vậy? Thằng này nó là thủy tinh anh em ơi. Và tôi đã vừa kill nó xong nhá. Có được mạng thứ 7, khá là dễ dàng. Ok các bạn ơi, vì là đang đi chung của team là kẹo vừa trang bị lại cái nòng súng 3 nhá, để tăng cái lượng sát thương của súng nha anh em. Thì anh em sẽ kill mạng nó nhanh hơn, dễ hơn và dứt khoát hơn. Đây các bạn ơi. Wow, ngon. Vâng, như vậy là hiện tại thì kẹo đang có khá là nhiều đồ và mình sẽ phải lượm thêm những cái tục thương cái đã. Ok, thế là bây giờ có 5 tục thương là như này là ổn rồi. Vâng, còn lại thì khoảng là 8 người chơi nữa. Như vậy là chắc là từ 2 đến 3 team anh em ơi. Trận này mà team tôi không top 1 hơi phí. Bởi vì là mình thấy là tinh thần của team mình này, nó khá là đoàn kết này, đi đâu cũng chạy theo nhau này. Đấy, á đậu xanh thế nào vậy? Úi giời ơi, không hiểu sao Ska với lại tay súng 2 của tôi mà bắn nó lại cứ hụt hoài như nào. À, phía dưới cũng có người luôn nha. Uầy, đậu xanh gốc cây dừa hả em ơi? Làm gì ngoài đó vậy hả em? Trời ơi em ơi. Bây giờ anh bảo chú nhá, chạy nhanh ra khỏi cái gốc cây dừa, con là xanh mộ bây giờ. Ơ kìa, phía dưới cũng có người nữa này. What the hell. À, ơi bị khó bắn một xíu anh em ơi. Úi giời ơi, người đi ở dưới à. Ghê vậy, ghê vậy. Úi giời ơi em ơi, ghê vậy. Anh lại sợ quá cơ. Ơ kìa, nào bắn nốt của mình rồi. Đậu xanh, what the hell. Ơ kìa nữa này. Thôi kệ anh em ơi, chạy vào bo cái đã. Bởi vì là bo này nó cắt máu đau lắm anh em ạ. Đấy, chạy hả em ơi. Úi dồi ôi, chạy hả em ơi. Úi dồi ôi, nhìn thương chưa kìa. Thương chưa kìa hả anh em ơi, nó chạy vào trong rồi à. À không anh em ơi, hiện tại thì cái team này nó đã bị hạ hết cả rồi. Đơn giản là bo như này nó cắt máu cực kỳ là đau. Mà mấy ông ấy chạy kiểu vậy thì tất nhiên là chắc chắn là xanh mộ rồi. Và không còn cái gì để nói nữa rồi anh em ơi. Ok,
Ở đây thì khá là nhiều những cái băng đạn cho mình sử dụng. Và bây giờ thì đạn súng tiểu liên cũng như là đạn súng trường của kẹo là nó đâu có thiếu đâu. Let's go các bạn đây. Hình như là bây giờ là còn lại một cái team cuối cùng mà thôi. Đó, ba người chân nữa. Team của mình còn 4 này. Trời ơi, 4 cân 3 mà không tâm 1 nữa. Người ta lại cười cho nhỉ anh em. Mình sẽ chạy lên cái phía này coi. Và đi theo Luffy nha anh em. Đây, phía trên này. Người đâu cả rồi anh em ơi. Hey. Người đâu cả rồi vậy anh em ơi. Wow, đậu xanh. Không thấy ai cả. Thế mới chán anh em ạ. Thôi kệ thì mình cứ chạy theo T-11 bao với lại Luffy. Chắc là sẽ sớm kiếm được thêm mạng thôi anh em ơi. Đang có 7 kill này. Wow. Trong khi đó thì úi dồi ôi, bạn kia mất mạng này. Trời ơi. Đậu xanh. Thì mình sẽ chạy lên phía này anh em ơi. What the hell ghê vậy. Ui ghê vậy. Làm gì vậy hả em ơi. Ui mày dựng bom keo cả. Úi dồi ôi, thằng này nó tự hạ này anh em ơi. Trời ơi, chơi gì mà ngu vậy em ơi. Liệu được M79 này bắn ngu như vậy à. Thế là xong rồi các bạn ơi. Team mình còn lại 3 người này. Bây giờ sẽ là 3 cân 1 bó cuối này thôi xong. Thằng cuối kiểu này là bị sâu xé rồi anh em ơi. Không biết là mình có nên là gạ chảo để cho nó một cái cơ hội sống hay không. Thế là nếu mà kill nó chắc là nó sợ xanh mộ rồi anh em ơi. Mình còn 3 người này. Team nó là còn mỗi nó. Kiểu này thằng này xanh mộ với mình rồi. Thế là bạn ơi, bạn đang ở đâu rồi? Bạn ơi, bạn có muốn xanh mộ không vậy? Ơ kìa. Wow, chưa thấy các bạn ơi. Thằng cuối đâu rồi nhỉ? Nó mà nhìn thấy team mình nhà ba đứa chạy như này nó cũng sợ chạy mất dẹp rồi chứ. Làm sao mà dám lộ mặt hả các bạn ơi? Nào, để coi. What the hell, thằng cuối đâu rồi? Ở phía dưới chắc là không phải này. À bạn có muốn gạ chảo hay không vậy? Quẩy đậu xanh, thằng nào bắn vậy? Bắn à, vậy là xong rồi nhà anh em ơi. Ok, quẩy thôi anh em ơi, top 1 rồi, nhân giống rồi anh em ơi. À và bữa nay nó đổi cái chữ chiến thắng thành chữ là B-O-O-I-A-H. Tức là về cái nguyên bản thì nó là chiến thắng thì phải anh em ạ. Ok, trời ơi, top 1 với 8 kill này anh em thì căng chưa? Căng chưa anh em lại bảo là không căng đi. Ok. Gắt quá nhỉ anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.